Theo hồ sơ điều tra, từ ngày 16 đến 18 tháng 8 năm 2019, nhiều giáo viên trên địa bàn huyện Gio Linh bị đối tượng là dùng số điện thoại 0988161142 gọi điện xưng là cán bộ thanh tra, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị nói đang thanh kiểm tra tài chính. Tiếp đến, người này uy hiếp, dò đuổi việc và buộc các giáo viên phải cung cấp mật khẩu tài khoản trực tuyến, mã OTP. Do quá hoảng loạn, các giáo viên đã cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người này và sau ít phút thì tin nhắn điện thoại báo về tài khoản đã bị trừ tiền, tổng số là 66 triệu đồng. Theo các giáo viên, số tài khoản nhận tiền là 10686865248 của người có tên Nguyễn Thanh Trung, mở tại ngân hàng Di Tinh Bang. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.